Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, đồng sáng lập của Đóng Gói Tiết Kiệm.vn. Trong cái video clip này thì tôi muốn review cho quý vị và các bạn hai cái xe hàng mà chúng tôi đang chuẩn bị xuất đi cho khách. Đây là một xe gồm có 10 bao là 250 kg. Đơn hàng này của khách hàng là có đơn hàng là tổng là 1.000 kg, nghĩa là 1 tấn. Xa xa kia là một xe nữa kìa, cũng là 10 bao. Đấy là 250 kg nữa. Thì đây là đơn hàng của một khách ở Hà Nội, là một kho chuyên bán hàng quần áo. Đấy, thì là khách hàng của chúng tôi thì là thường là họ mua hàng của chúng tôi rất là lâu. Ở đây là kho hàng đằng sau của tôi này, rất nhiều hàng, anh chị em nhìn nhé, rất nhiều. Vì vậy mà tại sao mà chúng tôi luôn cam kết là sẵn hàng giao ngay, vì là chúng tôi luôn sẵn hàng, luôn sẵn chuẩn bị sẵn hàng để có thể giao cho khách, đặc biệt là những khách hàng mà chúng tôi đã là đối tác và cung cấp từ lâu. Chúng tôi đầy đủ các kích thước, mẫu mã. Ví dụ như đây là khu vực để các loại túi để đóng hàng, có màu đỏ, có kích thước từ ngang 20 đến ngang 40, chúng tôi đều có đầy đủ. Hay là đơn hàng mà hai bạn ship đang chuẩn bị ở ngoài này đây. Đây là cái đơn hàng này là 250 cân loại túi rác đen cao cấp. Đây, 250 cân đây. Một xe có thể chở tối đa là 250 kg. Đây, vào trong này cho đỡ lóa. Đấy, chúng tôi đây là một kho, đây là kho thứ hai thôi. Đây là kho thứ hai. Thì tại sao mà khách hàng lại sử dụng túi của Đóng Gói Tiết Kiệm nhiều như vậy? Tại sao chúng tôi lại chuẩn bị nhiều hàng như vậy? Đó là những câu trả lời mà tôi muốn chia sẻ và giải thích cho quý vị và các bạn ở trong cái video clip này. Thứ nhất là chúng tôi là một nhà cung cấp vật tư dụng cụ đóng gói chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp có nghĩa là sao? Chúng tôi luôn sẵn hàng, có thể giao ngay, có đa dạng về kích thước, đa dạng về chủng loại và chất lượng để cho các đối tác của chúng tôi lựa chọn. Tôi lấy ví dụ như họ hôm nay họ bán quần áo thì họ sử dụng túi đóng quần áo, băng dính đóng quần áo, đặt đóng hàng. Nhưng mà ngày mai họ bán đồ gia dụng thì họ lại phải sử dụng một cái loại túi để đóng đồ gia dụng. Ngày kia họ bán thực phẩm chức năng hoặc bán mỹ phẩm thì họ lại cần một cái túi để đóng gói thực phẩm chức năng, hoặc là các cái băng dính để đóng gói thực phẩm chức năng. Vì vậy mà chúng tôi là đơn vị tự hào là đơn vị cung cấp cho hơn 5.000 shop kinh doanh online tại khu vực Hà Nội về các vật tư dụng cụ đóng gói. Anh chị em lưu ý nhé, vật tư dụng cụ đóng gói là gì? Là hầu hết tất cả những cái vật tư dụng cụ mà chúng tôi cung cấp thì đáp ứng đầy đủ trong quá trình đóng gói của khách hàng, từ những sản phẩm dễ đóng gói đến những sản phẩm có khả năng gãy vỡ cao. Vì vậy mà chúng tôi ngoài túi đóng hàng ra, chúng tôi còn cung cấp có băng dính đóng hàng này, màng xốp hơi, cuộn xốp hơi chống va đập giảm chấn. Đặc biệt là xốp của chúng tôi rất là cao cấp. Thì tôi sẽ có những video clip tiếp theo, sau video clip này tôi sẽ ra những cái video clip để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây, rất nhiều sản phẩm luôn, rất nhiều, sẵn hàng giao ngay anh chị em nhé. Đấy, anh chị em nào thắc mắc là sao không có hàng, hay có hàng hay là kho như thế nào, thì anh chị em cứ xem video clip nhé. Đây mới là một kho thôi, đây mới là một kho phụ thôi. Còn một kho chính nữa là kho 1, là kho chính thì có cả văn phòng ở bên kia. Thì anh chị em hãy lưu ý và có thể đặt hàng hoặc là nhận tư vấn thông qua Zalo 0839575757. Chúng tôi sẽ trả lời ngay khi nhận được tin nhắn của quý vị và các bạn. Thì anh chị em muốn mua những vật tư dụng cụ đóng gói thì có thể xem ở bên dưới mô tả, thì chúng tôi sẽ có các đường link để anh chị em kích vào và tham khảo những cái vật tư dụng cụ đóng gói mà mình có nhu cầu. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ có những cái video clip hướng dẫn anh chị em đóng gói các mặt hàng. Thì anh chị em đang kinh doanh ngành hàng gì hoặc sản phẩm gì thì có thể comment ở bên dưới để tôi ra những video clip để hướng dẫn anh em đóng gói những sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên viên về đóng gói, chuyên viên chuyên gia về đóng gói hàng hóa. Thì anh chị em có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Zalo 0839575757
Tôi xin kết thúc video clip tại đây và anh chị em hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để nhận được những video clip tiếp theo của chúng tôi. Có thể là những video khuyến mại, có thể là những video hướng dẫn sử dụng và có thể là những video chia sẻ về những kiến thức kinh doanh. Anh chị em sẽ nhận được những video đó một cách sớm nhất khi đăng ký kênh và nhận những cái video clip của chúng tôi bằng cách ấn vào nút chuông. Xin chào và hẹn gặp lại.